đặt đồ khó control lắm không? Nó cần đến nha. Để túc lên đồ rồi mới quay ngược lại. Mình ngầu mãi luôn đấy. Trời, anh em có ý mới lo được. Kết kinh chưa? Mãi đồ nó cứ giật sao ấy nhở? Mày gì đang hot nhở? Ê, có người luôn, có người luôn. Tắp vào đây. Được. Sấy không trượt phát nào. Bắn không trượt phát nào. Trong nhà, trong nhà cái con một này. Anh em ơi, đừng hạ tôi rồi, thôi. Trong căn nhà kia, đâu rồi? Ở đâu? Đang cố này, đang cố bán cho nó khỏi kẹt này. Bò về sau đi. Không ăn được, cũng đi sống rồi, mình đào ghê quá, đỉnh lắm anh em ạ, yên tâm, tôi đào thì gọi được. Lê. Và đây nếu mà tôi cầm ốp là tôi bắn được thằng trong nhà, nhưng mà tôi bắn anh lỡ cầm mấy kem mất rồi. Nó ngồi im, nó nghiêng đầu, nó nhìn tôi mà. Ôi, cảm ơn Kim Ngọc nha. Rồi, là ai làm sao đấy kìa. Cảm ơn Kim Ngọc nhiều. Đúng rồi, tôi không ngủ chưa. Đi nó thính đã. Về chờ x6 cái kiểu ha. Chiều nó đi, mày em tôi vãi. Không muốn rút kẻ đâm chung không có phần nào, phải có người yêu. Rồi, ơi, thật luôn. Đồ ra này ông ơi. À mà tôi có sản lần tao bắn cho. Tôi bắn đi. Có khẩu snip gì không tê? Wow, mà này có phải đại can à? Sao đấy mình không có cái chỗ để backup cái cover nó bắn chúng mình thì dễ. Ngon liền. Anh em ơi, cho mình xin ít lực. Đây nhiều. Mộ ba các thứ. Các bạn cũng phải biết là cái trình đào của mình nó thuộc dạng thượng thừa rồi. Có tìm đấy. Ngon liền. Đi thôi nhẹ. Nhẹ thôi. Quá ngon. Hai khẩu R cho nó căng. Ngầu liền. Có tiếng xe mà, vừa có tiếng xe anh em nghe không? Ô, phải là gắn này, súng đạn này, ợt rồi. Có đạn không? Có. Trời ơi, tôi nữa, sao lúc nào tôi làm được súng còn ông làm được đạn không? Rồi, mình không thôi, để tôi cũng nhìn thấy khẩu súng ở đây rồi. Đó, súng đâu? Bác qua đưa súng đây coi, này. Mình có đâu, ông bị sao vậy? Ông nào vứt súng ở đây mà. Mình có đạn. Có đạn. Tôi cầm đâu? Thôi, hết. Hết vui. Ui, cái xe à? Thấy chưa, tôi đã bảo nghe tiếng xe, tôi nghi là có người rồi. Có người, có xe đi qua mà. Thấy thính mà nó không dừng là nó bắn. Này, nó đâu, nó tác không vậy? Cái nhà Doraemon. Nhà Doraemon đấy. Đây là súng đây rồi. Này, bắn bọn tao cái, tao có súng thính này, tao bắn cho mày xem nhá. Xe nó đến nhà rồi, có đồ đến. Nó nhảy xuống. Hai thằng nhảy ra sau rồi. Bóc một. Hai thằng lẻ quá đấy anh em. Bọn đó nó công nhau. Hai bọn nó bắn nhau kìa. Đó cả kia nó trên kia. Cứu trước đã. Ôi ơi. Tôi nấp được. Tôi đây smoke. Úi tôi đây. Smoke cái tôi bò vào. Nằm lấy đi. Nó muốn gạt là chun ơi. Nó muốn gạt này. Thôi, cứ từ bắn. Còn mình chun, cố lên chun. À. Cậu sẽ làm được, chun đây, cứ từ từ, đừng công qua nhá. Vội thế. Và đấy tôi với ông cùng bắn mà nó, bắn lên thế. Tôi nóc được một, mày tự nhiên ở trên nóc á. Bắn đi. Thằng trên nóc nó liếm. Này. Mày thằng quỷ đó. Ôi. Là một trận phải lấy ăn nhiều mà mọi người ấy. Là một trận được giải trí rất là nghỉ nha. Nói đen. Rất cố gắng rồi nhưng mà không được. Tôi ra đánh trận giải trí đây, anh em đánh giải trí không? Đán. Đánh đi. Hôm nay nó dí khét thật. Tôi thì nông thôi, ông nghĩ là tôi nghĩ luôn á. Nó dí khét thật đấy. Ừ. Nó trượt kèo nha. Thank you.
Mày quá mất đôi cục sắt. Đi lớn lên đây không sao, sao luôn, không sao ngọc nha. Thế mới thế mới buồn đấy bạn. Trời ơi, thật lại tan cái rồi. Sao không bắn ốp bạn cái pha ớ, phạm bắn được đâu bắn. Thì tặc nó. Có sao đâu mà. Pha đấy từ từ tôi pha nốc luôn hai ông nên là